Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2022, Tiến Dũng sẽ sell thanh lý giảm giá hai mẫu loa của Mỹ. Đây là những cặp loa sạc Winvega model E712. Mức giá sell Tiến Dũng sẽ giảm là 2 triệu đồng và sạc Winvega model E715 bass 40cm Tiến Dũng sẽ giảm mức giá là 3 triệu đồng. Và trong tháng 5 này, quý vị và các bạn hãy nhớ đón xem những video của Tiến Dũng. Tiến Dũng đang dọn kho, sẽ có một số các mặt hàng với mức giá đặc biệt ưu đãi. Tiến Dũng thanh lý, xả kho. Và trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các mặt hàng vừa cập nhật tại shop. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Và trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng cũng về được một vài cuộn dây loa và dây tín hiệu Roland của Ý, hàng Made in Italy. Dây này được ship trực tiếp từ Amazon về, hàng đấu giá, mức giá rất tốt. Phía trên này đó là dây tín hiệu. Dây tín hiệu thì sẽ là 4 lõi, bao gồm bọc giáp, chống nhiễu, sợi chỉ và hai tim đồng siêu dẫn. Đây là dây Roland hàng Made in Italy, dây có chất lượng rất cao. Với mẫu dây này thì Dũng đã thi công lên các dòng dây dẫn là dây ba lăng, rắc ba lăng truyền dẫn ra bông sen, thích hợp cho việc kết nối từ vang xuống âm ly hoặc cục men power, cục đẩy công suất. Dây ba lăng ra ba lăng để kết nối từ vang xuống cục đẩy công suất hoặc các đầu CD, đầu giải mã DC cao cấp xuống âm ly. Và dây AV, đó là dây tín hiệu 4 đầu bông sen. Những dây này thì Dũng đã thi công lên các đầu rắc có kích thước là 1m, mức giá 500 ngàn một bộ như vậy. Và phía dưới này, thương hiệu Roland của Ý, dây loa loudspeaker. Dây này là dây đồng siêu dẫn, mỗi một lõi như vậy là 50 sợi đồng siêu dẫn cho tín hiệu âm thanh rất tốt, không bị suy giảm trên đường truyền, hàng Made in Italy. Quý vị và các bạn lưu ý, những dây tín hiệu và những dây loa này đều được quy ước chiều đi của mũi tên, chúng ta cần kết nối đúng thì âm thanh sẽ tốt hơn rất nhiều. Dây loa này thì Dũng đang phục vụ với mức giá thông thường là 130.000 trên 1m và thì Dũng đang sell giảm giá 30.000, mức giá chỉ còn lại 100.000 trên 1m. Với dây loa này thì Dũng cũng đã thi công lên những đầu rắc bắp chuối, rắc mỏ chim với chiều dài mỗi bên là 2,5m. Một bộ dây như vậy có mức giá là 800.000. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo số điện thoại trên màn hình. Và những sản phẩm mới về ngày hôm nay thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những dòng loa Cooper, loa lời của thương hiệu Bow. Đây là những mẫu loa Cooper Series 2 và Series 3 rất nổi tiếng và đặc biệt cao cấp của thương hiệu Bow. Trước mặt quý vị và các bạn là cặp loa Bow Cooper Series 2. Loa này cấu tạo hai loa toàn giải loại 8cm, công suất là 80W trên một cái, trở kháng 8 ohm, hai cái như vậy là một cặp, hai cái như vậy là một cặp, tất cả đều có e căng đầy đủ. Với loa này thích hợp cho việc trang bị trong xe hơi, trong quán ăn, nhà hàng sang trọng và đặc biệt sử dụng làm hỗ trợ tiếng trung âm, tiếng lời ca cho các dàn âm thanh nghe nhạc hát karaoke. Mức giá của Cooper Series 2 là 3.200.000, màu trắng và màu đen đồng giá. Thì Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng theo một cặp tụ của Đức. Tụ này có tác dụng cắt bớt tiếng bass và mang lại tiếng mid và tiếng chép lung linh hơn, sáng rõ hơn. Đặc biệt giải quyết vấn đề ôm, khi loa này đi qua tụ này thì sẽ gần như không còn ôm nữa. Quý vị và các bạn có thể phối ghép loa Cooper và tụ này với bất cứ dàn âm thanh nào. Món quà này cặp tụ trị giá 300.000 thì Dũng sẽ dành tặng cho cặp loa Cooper Series 2. Tương tự như vậy là Cooper Series 3, mức giá 3.500.000, hai loa toàn giải cao cấp, hai cái như vậy là một cặp, 3.500.000. Phía trên này thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc equalizer rất nổi tiếng của thương hiệu Victor, đó là Victor Sear 70. Với chiếc này 24 cần chỉnh hai bên độc lập, tần số hoạt động từ 16 Hz cho đến 32 kHz. Các cần gạt bằng bi rất bền theo thời gian. Âm thanh của dòng này rõ nét, rất tuyệt vời, hỗ trợ rất tốt cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke.
Với hầu đa các anh em khi chơi audio thì đều thích những chiếc equalizer, những chiếc lọc có đèn nháy, đèn nước và đèn cần. Tuy nhiên thì đối với những chiếc có đèn nháy và đèn cần, quý vị và các bạn lưu ý là khi nó có hư hỏng thì rất khó sửa chữa, thậm chí không sửa được và độ bền nó không cao. Còn những chiếc mà cần bi và không có đèn nháy cũng như không có đèn cần thì độ bền, độ ổn định rất cao. Chiếc này vừa về ngày hôm nay, tình trạng hàng đấu giá bên nước ngoài về rất đẹp. Quý vị và các bạn có thể thấy phần dưới bụng sáng choang. Mức giá của SEER 70 thương hiệu Victor là 9 triệu. Với chiếc equalizer này, riêng đối với chiếc equalizer này thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây AV Pro N của Ý. Trị giá món quà này là 450.000. Phía dưới này là những chiếc âm ly rất quen thuộc của thương hiệu Danone. Danone 1500R, 2 là mã, mặt phanh nhôm màu vàng, size ngang 43cm. Máy sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS. Mức giá của chiếc này là 13 triệu. Quý vị và các bạn lấy thêm remote điều khiển từ xa thì cộng thêm 500.000 nữa. Và phía dưới này là một chiếc có cấu hình lớn hơn, Danone 2000, 2 la mã, điện 100V, công suất nguồn là 250W, 4 sò MOSFET. Đây là những chiếc âm ly Danone tuyển chọn rất đặc biệt do chính tay tôi tuyển chọn cũng như thẩm định từ trong ra ngoài. Quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Mức giá của chiếc Danone 2000 2 la mã là 16 triệu. Máy móc sáng choang, các ốc sáng choang. Đây là tổng thể phía mặt sau. Quý vị và các bạn đều biết là khi xem kênh của Tiến Dũng thì đều biết là Tiến Dũng là một kỹ thuật điện tử rất lâu năm, trên 20 năm trong nghề. Với các thiết bị điện tử, thiết bị audio, thiết bị âm thanh thì Tiến Dũng rất cẩn thận trong việc tuyển chọn, rất kỹ lưỡng. Phía bên đây là những chiếc âm ly Danone rất quen thuộc nữa. Danone 880D, mức giá 13,5 triệu. Chiếc này về với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Tuy nhiên ở đây có một hai vết chày rất nhỏ ở đây. Tiến Dũng giảm 500.000 cho lỗi này, mức giá chỉ còn lại 13 triệu. Chiếc này với 4 sò Sunken 2 vít, công suất 216W, máy sử dụng điện 100V, mức giá 13 triệu do ở bên đây có một vài vết chày rất nhỏ. Phía dưới này là một chiếc âm ly Danone rất nổi tiếng của thương hiệu Danone đến từ Nhật, Danone 890D. Chiếc này tình trạng hàng bãi, một dòng điện, điện 100V, hàng tuyển chọn rất đẹp. Mức giá của 890D là 18 triệu. Quý vị và các bạn không nên so bì với những chiếc âm ly Danone 880D, 890D dòng tem trứng. Tem trứng là hai dòng điện thì nó chỉ có hàng bờ thôi, hàng du nhập vào Việt Nam bằng đường nhập khẩu cách đây khoảng trên 20 năm. Còn đối với những chiếc âm ly Danone 890D hàng nội địa Nhật thì nó cao cấp hơn rất nhiều và giá trị của nó cũng cao hơn rất nhiều. Ví dụ như Danone hàng Nhật điện 100V, hàng bãi Nhật về mức giá 18 thì Danone hàng hai dòng điện hoặc hàng có tem trứng ở phía mặt trước, mức giá sẽ giảm hơn khoảng cỡ 1/3, mức giá chỉ ngoài 10 triệu đồng. 18 triệu cho chiếc 890D và 13 triệu cho chiếc 880D. Phía bên đây thì Dũng cũng vừa về một cặp loa nữa của thương hiệu Baunier. Cặp loa này thì Dũng sẽ sale giảm giá 1 triệu đồng. Baunier model SX4G. Đây là một cặp loa Buxell cao cấp của thương hiệu Baunier. Có thể nói là dòng loa Buxell đáng chơi nhất của thương hiệu này. Đây là phía mặt sau. Loa này có một móc có thể treo lên tường. 6,3 ohm, công suất là 60W. Với loa này, quý vị và các bạn có thể trang bị cho các không gian nhỏ tầm dưới 25m2, sử dụng để nghe nhạc. Dòng này không phù hợp để hát karaoke, quý vị và các bạn lưu ý. Một bát 16cm, xin lỗi quý vị, một bát 18cm và một chép đô. Phía mặt trước có một nút tinh chỉnh. Dòng này thích hợp chơi đa thể loại dòng nhạc, đặc biệt là chơi nhạc vàng tiếng tí tách rất hay. Chúng ta có thể phối ghép vào các dòng âm ly như I9, 7001, các dòng âm ly Baunier nhỏ như 7006, vân vân, 2030, 2050. Mức giá thông thường của chiếc này, mức giá thông thường của cặp loa này Tiến Dũng phục vụ là 5 triệu
Và trong video này Tiến Dũng sẽ sale giảm giá 1 triệu đồng, mức giá chỉ còn lại 4 triệu. Đến với hai nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là hai cặp loa của Mỹ rất nổi tiếng, thương hiệu Sennheiser. Model E715. Đây là một cặp loa có cấu hình rất lớn. Loa này sử dụng một loa bass loại 40cm, màng giấy, gân mút, một loa mid dome, Sennheiser, một loa mid giấy và một loa chép dome. Phía mặt trước có hai nút tinh chỉnh, chúng ta có thể thêm bớt tiếng trung và tiếng chép ở đây. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili, có các đường sọc vân gỗ ở đây rất đẹp. Đây là tổng thể phía mặt sau của loa. Loa này có lỗ thông hơi, hai lỗ rất lớn, có cầu chì bảo vệ loa phía mặt sau. Loa có trở kháng 8 ohm, công suất cực đại là 400W, rất mạnh mẽ. Loa có kích thước chiều sâu ước tính khoảng 45cm, chiều ngang khoảng 45cm và chiều cao khoảng trên 90cm. Trọng lượng của cặp loa này rất nặng. Mẫu loa này phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke, chơi đa thể loại dòng nhạc, tiếng rất tốt. Chúng ta có thể sử dụng cho các không gian tầm 50m2 đổ lại. Dòng loa Sennheiser thì quý vị và các bạn khi chơi audio lâu năm thì biết là nó có công lực rất mạnh, tiếng mạnh mẽ, bass uy lực, chép sáng rõ là đặc trưng của mẫu loa Sennheiser nói chung. Mẫu loa Sennheiser model E715, mức giá thông thường Tiến Dũng đang phục vụ là 27 triệu, mức giá thị trường khoảng 27-28 triệu, và trong video này Tiến Dũng sẽ giảm giá 3 triệu đồng, mức giá của cặp loa này chỉ còn lại 24 triệu, mức giá rất đặc biệt trong tháng 5 này. Tiếp theo phía bên đây là một cặp loa có cấu hình nhỏ hơn một chút, mẫu loa E712. E712 sử dụng một bát 30cm, một loa mid 16cm và một loa chép dome, hai nút tinh chỉnh phía mặt trước. Mẫu loa này cũng được trang bị một cầu chì bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Công suất cực đại là 250W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là của cặp loa này. Đây là tổng thể phía mặt sau. Sennheiser model E712. Quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke gia đình trong các không gian tầm dưới 40m2. Tiếng của nó rất tuyệt vời, sáng, rõ, uy lực. Cặp loa này với mức giá thông thường Tiến Dũng đang phục vụ là 18 triệu. Và trong video này Tiến Dũng giảm 2 triệu đồng cho mẫu loa này, mức giá chỉ còn lại 16 triệu. Mức giá rất ưu đãi. Trong tháng 5 này nếu mà quý vị và các bạn thanh toán tiền trước một lượt, Tiến Dũng sẽ bao phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc, thu hộ COD thì Tiến Dũng không bao phí vận chuyển. Quý vị và các bạn lưu ý. Phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa Bow 201 Series 4, anh em thường gọi là loa L. Dòng loa này sử dụng một loa bass loại 16cm, màng giấy, gân vải, một loa chép 6cm. Thùng được trang trí bên ngoài bằng simili màu đen, sang trọng mạnh mẽ. Lỗ thông hơi của loa nằm ở đây. Mẫu loa này có công suất là 120W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Thích hợp cho việc nghe nhạc trong các không gian nhỏ tầm dưới 20m2 và đặc biệt sử dụng làm loa lời, hỗ trợ âm thanh tiếng trung và tiếng chép cho các đàm thanh nghe nhạc hát karaoke rất tốt. Mức giá của cặp này là 5 triệu. Series trùng số đúng cặp, hàng Mexico vãi xịn. Phía bên đây là một cặp nữa của thương hiệu Bow. 301 Music Monitor 2. Một bát 20cm và hai loa chép giấy loại 8cm. Bộ lọc được trang bị hai bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Đây là giao diện phía mặt sau. Loa này được sản xuất tại Mỹ. Hiện nay Tiến Dũng cũng đang có bản sản xuất tại Canada. Tại Mỹ và tại Canada có chất lượng âm thanh và độ bền là như nhau. Mức giá 8,5 triệu. Tiến Dũng bao zin, bao đúng hàng bãi xịn. Đây là các e-căng của các cặp loa Sennheiser E712 và E715. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính.
rất mong phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy nhớ đón xem những video do Tiến Dũng thực hiện vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Xin chào và xin cảm ơn.